Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online AST truyền thông tổng hợp thuốc và sức khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Cảnh báo một thế hệ trẻ em thừa cân béo phì. Béo phì, cao huyết áp, tiểu đường tưởng rằng đó là những vấn đề đặc sản ở những người có tuổi. Nhưng thực tế, một tỷ lệ không nhỏ trẻ em đang gặp phải những bệnh này. Lo ngại hơn, tỷ lệ này có sự gia tăng theo từng năm mà lối sống trở thành một trong những nguyên nhân lớn. 10 tuổi đã bị tiểu đường vì quá béo. Mới đây, chị NH Hương, tỉnh Bình Thuận đã phải lặn lội bắt xe đưa con trai 8 tuổi xuống một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để khám vì không thấy dương vật của con đâu cả. Gia đình quá lo lắng khi dương vật của cháu bé đích tôn chỉ có một lớp da. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ cho biết cháu chỉ bị vùi dương vật giả do lớp mỡ phủ quá mô dài. Nguyên nhân là vì bé quá mập. Quả thật bé mới 8 tuổi nhưng đã nặng 40kg. Các bác sĩ khuyên cha mẹ cháu áp dụng một chế độ ăn uống và vận động hợp lý cho cháu. Chị Hương cho biết vì cháu là đứa con đầu tiên của hai vợ chồng và cũng là đứa con trai đầu tiên của dòng họ nên được cưng chiều hết mức. Tất cả những món ăn ngon bổ đều để dành cho cháu. Đặc biệt, cháu rất lười uống nước. Mỗi lần khát nước là cháu lại đòi uống sữa hoặc uống nước ngọt. Khuya trước khi đi ngủ cũng phải ăn một món gì đó. Hậu quả là cậu bé tăng cân rất nhanh, cơ thể ngày càng mỏng mỉm. Cũng gặp vấn đề về sức khỏe vì có béo phì. Bé gái Phê Tê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mới lên 10 tuổi nhưng cân nặng đã tới 42kg. Mới đây mẹ của bé đã phải đưa con đi khám vì Tê bỗng nhiên sút cân, hay tỉnh giấc vào ban đêm và đổ mồ hôi chân tay. Tại bệnh viện quận 12, bà Tê vô cùng bất ngờ vì bác sĩ cho biết con gái mắc đái tháo đường type 2. Sau đó gia đình đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh để khám và theo dõi định kỳ. Cháu Tê được các bác sĩ khuyên ăn kiêng, ăn theo chế độ mỗi ngày 6 bữa và vận động hợp lý. Tuy nhiên, do bé đi học suốt ngày, việc ăn uống tại trường của cháu không kiểm soát được vì cháu vẫn chưa hiểu rõ được bệnh của mình và thường xuyên ăn vặt bánh trái. Không chỉ cháu Tê, tại khoa thận nội tiết bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện có hơn 100 bé mắc bệnh đái tháo đường theo dõi điều trị định kỳ, trong số đó 10% bé mắc đái tháo đường type 2. Theo các bác sĩ thì đây là căn bệnh liên quan đến di truyền và tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ. Các nghiên cứu y khoa cho thấy những người bệnh bị tăng cân và đang gặp tình trạng thừa cân béo phì sẽ có tỷ lệ bệnh tật cao hơn những người bình thường, đặc biệt là các bệnh mãn tính không lây nguy hiểm. Tỷ lệ gia tăng béo phì đang báo động. Trẻ em thường được ví như bắp trên cành là những chồi non tương lai của đất nước. Thế nhưng, những phân tích gần đây của các bác sĩ dinh dưỡng khiến cho các chuyên gia phải lo lắng vì những chồi non tương lai của đất nước dường như đang trở nên mỏng mỉm quá mức cần thiết. Điều đó đồng nghĩa với gánh nặng bệnh tật liên quan đến tim mạch, huyết áp, rối loạn nội tiết, tâm sinh lý v.v. ở một số thế hệ là trụ cột của xã hội. Mới đây, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một nghiên cứu tỷ lệ thừa cân béo phì, cao huyết áp trên 11.007 học sinh được chọn ngẫu nhiên tại 30 trường học cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các học sinh tham gia nghiên cứu được đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng và huyết áp. Kết quả tỷ lệ thừa cân béo phì là 41.4%, trong đó 19% ở mức độ béo phì. Tỷ lệ béo phì trung tâm, mỡ cơ thể tập trung ở phần cao trên rốn là 17.3%, tỷ lệ thừa cân béo phì và béo phì trung tâm cao nhất ở học sinh tiểu học với tỷ lệ lần lượt là 58.8% và 22.9%. Béo phì ở trẻ bé trai cao hơn bé gái là 48.9% so với 33.8%. Tỷ lệ béo phì ở nội thành cao hơn ngoại thành. Bên cạnh béo phì thì tỷ lệ tăng huyết áp ở học sinh cũng đáng báo động. Ở học sinh nam là 15.4% và ở học sinh nữ là 18.4%. Nghiên cứu cũng cho thấy học sinh thừa cân béo phì trung tâm có tỷ lệ mắc cao huyết áp cao hơn so với bình thường. Từ trước đến nay, thừa cân béo phì ở các nước phát triển có tỷ lệ cao là điều thường thấy. Thế nhưng khuynh hướng gần đây đã cho thấy rằng dường như sự gia tăng đã đạt đỉnh. Số liệu năm 2009 đến năm 2010 của điều tra dinh dưỡng và sức khỏe tại Mỹ cho thấy khoảng 1/3
trẻ từ 2 đến 19 tuổi thừa cân béo phì, số liệu không thay đổi đáng kể so với năm 2003. Trong khi đó, tỷ lệ thừa cân béo phì ở các nước đang phát triển không quá cao, nhưng tỷ lệ gia tăng thừa cân béo phì thì lại rất cao. Với nghiên cứu của Trung tâm Dinh dưỡng, các chuyên gia cho rằng tình trạng thừa cân béo phì ở học sinh từ 6 đến 18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh gia tăng báo động. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã quan sát các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, tăng huyết áp cao ở các trẻ có thừa cân béo phì. Thừa cân béo phì, tăng huyết áp sẽ còn tồn tại đến khi trẻ trưởng thành. Tăng huyết áp sẽ xuất hiện làm trẻ tăng gánh nặng bệnh tật và tỷ lệ tử vong sớm ở người trưởng thành. Con béo phì lỗi là ở cha mẹ. Sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ trẻ béo phì, nhất là trẻ em thành thị trong thời gian gần đây, đặt ra một câu hỏi lớn về lối sống. Thay vì ăn cơm ngày ba bữa với cơm nhà, canh rau, nhiều phụ huynh vì có bận rộn đã dễ dãi cho con ăn các loại thức ăn nhanh. Mặt khác, có điều kiện kinh tế, nhiều gia đình bỏ bồi dưỡng cho con bằng nhiều loại thức ăn bổ dưỡng, cho trẻ uống nước ngọt, thuốc bổ vô tội vạ. Trẻ đi học được đưa đón tận nơi, tới trường lại ngồi học ngày hai buổi, trẻ trở nên lười vận động. Rất nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi kiểm tra chỉ số cơ thể mới biết con của mình đã thuộc diện béo phì. Trẻ không thể tự điều khiển việc ăn uống hoạt động một mình, vì vậy phải chăng cha mẹ là người chịu trách nhiệm về hậu quả này của con? Đã đến lúc các cha mẹ cần quan tâm đến dinh dưỡng, lối sống của con mình bằng việc thay đổi bữa ăn và lối sống của con. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Đà Nẵng cho biết, thừa cân béo phì liên quan đến dinh dưỡng là một bệnh có thể phòng tránh được bằng cách thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, song song và tăng cường hoạt động thể lực phù hợp. Theo đó, trẻ cần được chăm sóc ngay từ trong bào thai để tránh thiếu hoặc thừa dinh dưỡng khi sinh ra. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 năm và ăn bổ sung hợp lý giúp trẻ tăng trưởng, phát triển và không bị thừa cân béo phì. Khi trẻ bắt đầu ăn bổ sung, cần có khẩu phần ăn hợp lý để đảm bảo 4 nhóm thực phẩm: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đối với trẻ lớn hơn thì ăn uống cần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần ăn năng lượng không vượt quá cao, giảm bớt chất béo, chất bột đường. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ ăn rau và hoa quả để cung cấp chất xơ, hạn chế sử dụng thức ăn giàu năng lượng, nghèo vi chất dinh dưỡng như đồ uống có đường, nước ngọt có ga, bánh kẹo, sô cô la v.v. Bên cạnh đó, để hạn chế chất béo, phụ huynh có thể chế biến thức ăn dưới dạng hấp, luộc, giảm gia, rán, xào. Bữa ăn của trẻ cần được điều chỉnh hợp lý trong các bữa ăn, không để trẻ quá đói. Trẻ nên tăng cường vận động thể lực với các loại hình thức và mức độ khác nhau theo lứa tuổi. Thể dục nhịp điệu, đi bộ, chạy nhảy, bơi lội v.v. Hạn chế xem vô tiếng, chơi điện tử và thức quá khuya. Ngoài ra, cha mẹ cần theo dõi tăng trưởng của cơ thể ở trẻ ở mọi lứa tuổi qua chỉ số tăng cân nặng, chiều cao nhằm phát hiện sớm thừa cân béo phì để kịp thời điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt của trẻ. Theo khuyến nghị của Viện Nghiên cứu Y học Xã hội, khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng của trẻ từ 1 đến 3 tuổi có tỷ lệ các chất dinh dưỡng là 13,6% đạm, 37,5% chất béo, 48,9% đường, và trẻ từ 4 đến 6 tuổi là 13,5% đạm, 22,5% chất béo, 64% đường. Số liệu này cho thấy tỷ lệ đạm và chất béo phụ thuộc cho trẻ em ở mức sắp xỉ cân bằng với tỷ lệ 1:1. Ngoài ra, các bậc cha mẹ nên bổ sung cho trẻ đầy đủ vitamin như vitamin K2, A, D, canxi và các men tiêu hóa cần thiết khác. Trong đó, K2 là vitamin ít được các bậc phụ huynh quan tâm nhưng lại đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hấp thụ canxi vào xương, làm tăng độ mật độ xương cho trẻ phát triển mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video AFT Truyền thông Tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video sau.